Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chúc tất cả một ngày mới tốt lành. Và trở lại với clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu đến anh em một con âm ly cũng được liệt vào danh sách huyền thoại đến từ một thương hiệu của Mỹ, đó là Antet Model 711A. Thì tại sao Khôi nhấn mạnh là chữ A? Tại vì trong cái đời này nó sẽ có 711A và 711B. À, thì mà 1A là cái con vàng còn gọi là gold thì lúc nào cũng được ưa chuộng hơn. Còn chất âm thì do người chơi đánh giá. Thì theo các cái thông tin cũng như là các diễn đàn thì người chơi lại ưa thích cái con màu vàng ha. Thì về thiết kế các thứ thì giống nhau hết, nhưng mà con màu vàng thì được chuộng nên là Khôi lên sóng con màu vàng trước. Thì tháng vừa rồi anh em Khôi đã bán tới 4 con rồi nè. Chỉ đang có một con vàng, một con đen, nhưng mà những khách mà họ xem được clip á, họ hỏi thì còn là cứ vậy mà test và giao thôi. Nên qua cái tháng 9 này, tháng này thì gần hết tháng 10 rồi, nên có tiếp tục đưa lên để cho những anh em nào mà chưa xem á thì hôm nay mình cùng xem ha. Thì con này là con mị nồi nè, còn gọi là USA nha. Thì cái con này là 711A, dòng xuất tụ, nhưng mà chất âm nó rất là ngọt, nó đánh vào các dòng loa test rất là hay. Những anh em nào mà ngày chơi đèn thì dùng con này để đến A57 hoặc là các dòng loa liên quan tới Antet nha. Mặt mũi rất là đẹp đây, không có xì ba thuốc tác, gold ha, phay gold rất là đẹp, các núm này đều rất là đẹp. Thì sự khác biệt mình là cái núm này này, ở bên cái dòng 711B thì núm nó nhỏ, còn cái con này núm to ha, nhìn nó gồ ghê hơn, gồ ghê hơn, chữ nó cũng đẹp hơn nha. Đó thì đó là nhận định của mình. Rồi thì cái vỏ gỗ á, thì bưng lui bưng tới nó hơi bị xước xác đấy nè, hơi bị xước xác một tí. Gỗ này gỗ cây nha, rất là đẹp. Đó. Vừa vặn luôn ha, không có bị lệt. Đó, đây cái phần sau này đánh hai cặp loa nè, công suất các thứ thì những clip trước Khôi nói nhiều rồi. Thế nên hôm nay mình cũng nói thêm. Bây giờ Khôi sẽ lôi nó ra, anh em xem cái ruột gan, và chủ yếu là để test cặp loa này. Đó, cặp loa sound Craftsman 2640TX ha. Đây Khôi mở ra. Đó, mở ra luôn là tí thì mình test nhạc ha. Thưa các bạn, đây clip trước thì Khôi cũng đã giới thiệu về cặp loa này và được sự đón nhận của rất là nhiều người. Đó, và rất là nhiều người yêu cầu là test nhạc vàng, bolero, thì hôm nay Khôi sẽ test yêu cầu nhé. Rồi tiếp tục phần là ruột gan, anh em cùng xem. Rồi Khôi đã vừa tháo nó ra nè, thì vỏ đây, vỏ sắt đây, rồi ruột gan ha, cái vỏ thì quay rồi, nó hơi bị chảy chút xíu do vận chuyển, do bưng qua bưng lại nha. Rồi cái con này thì bên trong Khôi chưa vệ sinh luôn này nha, chưa chùi luôn nha. Đó, những cái này chưa chùi luôn, và nó có cái ốp nằm phía trong, vì đó là anh em cũng biết là mình là từ ship nên là nhiều lúc không có kịp thời gian nè, chỉ kịp test thôi. Rồi kiểu như là anh em mua thì không chưa kịp dọn thì ngày mai mình sẽ dọn, ngày mai có lính vô rồi làm và dọn anh em nha. Còn buổi tối thì mình tranh thủ mình lên sóng để phục vụ nè. Rồi cái đời này là đời xuất âm tụ, thật ra là Khôi đã bán rất rất nhiều con này nè. Tháng vừa rồi bán tới 4 con, một con màu đen và 3 con màu vàng đó, nên nó nhiều trên clip rồi. Thì hôm nay có nhận được cái comment của anh em là không cần nói nhiều, chỉ cần quay và báo giá thôi đó. Nói vui vậy đó, thì thật ra là những người mà biết rồi thì không sao, còn những người mà chưa biết ấy, thì họ cũng rất là muốn nghe đó, để chia sẻ thêm có nhiều cái kinh nghiệm chơi. Đó, nhưng mà có nhiều khách thì họ không thích ha. Rồi thì xuất âm tụ này, con này là dòng xuất âm tụ nha, tụ rất là to, hai tụ công suất này, là phần trên này radio, bên dưới nó có tụ tì nữa. Nhưng mà phía sau này thì Khôi cũng quên chưa kịp tháo nha, cái trục vít đâu rồi, để Khôi tháo cái nắp ra anh em cùng xem. Sò nó là chạy sò sắt RCA, những con trước cũng vậy và con này cũng vậy. Thì tiếng của nó rất là hay, sò sắt RCA đấy là sò chuẩn, sò của Mỹ đời cổ anh em nhé. Thì bên cạnh đó có nhiều loại sò nữa, nhưng mà cái tiếng RCA là luôn luôn nó đã ăn sâu vào trong cái suy nghĩ của người chơi, tại vì Fisher hit kit rồi một số dòng đó nè, sò sắt RCA chữ tròn ha, đó, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đó, các thông số cơ bản thì cũng nói rồi nè, công suất output 100W này, điện 120 nè, đó. Rồi cơ bản như vậy, mấy cái này zin hết đây, muốn đẹp á thì mình sơn lại, nhưng mà cái này chẳng quan trọng anh em nha, chà cũng được, cái này ngày mai có chà cho nên nó cũng sạch nhá, chà cái lớp ngoài đi, tại vì cái này sơn nó khó để bị lắm,
rồi mấy cái phần khác cũng có thể vệ sinh được đó. Ok ha, đó, tuyệt vời. Thì linh kiện nó nằm bên dưới, thì mấy con ban nhật này thì chắc chắn nó zin và nó lần bình đấy em, nó không có cái gì hư nha. À, đặc biệt là nó không bao giờ nó hư, nên mình cũng không cần phải xem. Muốn xem thì tôi sẽ chụp ảnh anh em cùng xem đó. Rồi cơ bản nó vậy ha, giờ coi lật lại anh em cùng xem luôn cũng được nha, đợi khôi trong giây lát. Rồi đây tủ tiền nằm bên dưới ha, đó mấy cái tủ này zin hết anh em này, còn đây này còn cả cái dấu hàn ha, đây này tủ nguồn này, hai tủ công suất này em, kể cả bóng đèn cầu chì cũng còn zin ha, đó chưa vệ sinh chưa lau chùi nhưng mà toàn bộ là đã hoạt động tốt đó. Quay để cho anh em cùng biết đó mà, để anh em biết được là các cái nội thất nằm bên dưới ha, dưới này có này các cái con kích này nè, con kích trên vàng ha, 1, 2, 3, 4 này. Rồi ok, thôi đã giới thiệu xong tất cả mọi thứ liên quan, bây giờ thì tôi test thử chất âm.
Rồi, Khôi vừa test rồi nè, vừa test thử thứ nhất là âm ly hoạt động tốt, thứ hai là test thử cặp loa nhạc vàng mà theo rất là nhiều anh em yêu cầu. Vì clip trước, cặp loa trước thì Khôi đã test với trụ tin acoustic rồi, thì nghe qua điện thoại mà anh em cảm nhận thích thú, có ấn tượng thì thực tế nó sẽ rất là hay anh em nha. Rồi nói riêng về con âm ly thì đây là những cái model nổi tiếng nha, chất âm rất là hay, đến AR14, AR2 hoặc là các dòng loa đồng trục Ranger rất tuyệt vời ha. Rồi thì cơ bản nó vậy, cái con này Khôi bán cũng nhiều nên nó đã có nhiều thông tin, nhiều clip, nhiều phối ghép trên YouTube rồi, thì Khôi xin phép không nói dài dòng nữa ha. Cặp loa thì có clip trước rồi, còn con âm ly này thì sẽ có cái mức giá là 19.500.000 nhé. Rồi anh em nào cảm thấy hợp lý thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu, chuyên khoản đầu Khôi bao ship tận nơi, còn ship siêu đê, ship cốt thì anh em tự trả phí ship. Một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.